má ngồi xuống đây coi má phim bao vui luôn á. Đúng rồi, cười hề luôn á. Mấy người thiệt là vô tâm, người ta đang buồn muốn thối ruột lên mấy người vui quá. Ủa má đâu phải đâu, ờ, hiểu lầm má ơi. Má chết rồi. Rồi xong. Bể kế hoạch nữa hả trời. Mẹ con mà buồn là có lẽ là bà đang nhớ chồng, đang nhớ ba con. Dạ đúng rồi đó. Tụi mình là đúng mình vô tâm thiệt luôn á cho em. Lỗi của em. Em là con gái mà em không biết quan tâm má. Được rồi, em sẽ đi xin lỗi má. Đúng, cho em luôn sai. Hả? Mỗi lần này anh cũng sai nữa. Anh cũng thiết quan tâm má quá cho nên anh cũng phải đi xin lỗi má. Giờ anh em mình phải tìm cách gì đó giúp cho má vui trở lại. Đúng vậy. Chu chu chu. Đây, đồ ăn ngon quá nè. Má Thanh Lỗ. Con ăn. Công nhận, sến dễ sợ luôn á. Má con hồi xưa là sến á. Chính vì cho nên là ba con mới bỏ đi sớm. À không, chính vì vậy mà ba con rất là cưng má con. Đó. Đó, đó cho nên là bây giờ tao làm cho tất cả mọi chuyện này để cho gợi nhớ lại cho má con, cho má con cảm thấy hạnh phúc không buồn. Sẵn sàng chưa má? Con lên con mời má con xuống. Trời ơi, nói đi tới học con thấy má thông minh dễ sợ không? Thấy tao tổ chức hay không? Hay hay quá hay, trời. Con mời con xuống nha. Rồi. Má ơi, má nè, ơi. Ngon quá, hấp dẫn quá. Mà công nhận, tôi phải nói nha, bà này á, bà bài trí rồi, bà thích những cái sến thiệt luôn. Tôi không thể thoát được cái từ đó. Tiêu rồi, chết rồi má ơi. Gì? Mất rồi, mất rồi, má mất rồi. Má ơi, má còn có gì đó. Chết, má ơi, bảy ơi. Sao rồi, sao rồi con? Má con không có ở trên đó. Trời má con về đi rồi tính tiếp. Sao cả nhà làm gì khóc lóc vậy hả? Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Má qua đây đi, má qua đây đi. Ôi, cục mỡ của con. Cục mỡ con ở đâu vậy hả? Ai cục mỡ con? Cái gì? Má đâu vậy? Má đâu mất tiêu vậy? Trời, cái Quân này nó làm như nó lâu đời rồi, nó chưa gặp tôi hả trời? Má miếng thịt nào không à? Má miếng mỡ đâu có con không à? Má đi đâu mất tiêu, cả nhà lo lắng. Rồi con đi ra ngoài đường con thấy cái xe cứu thương, cái người ta đưa cái xác lên. Con tưởng là... Trời! Nè mấy người chùa tôi hay chi? Hả? Bộ muốn cái xác đó là tôi lắm hả? Trời ơi! Má! Cái gì? Vụ gì? Má! Phanh tay lại! Phanh tay lại cho con! Vụ gì? Vụ này vậy sao? Đi đâu phải khai báo? Không có được đi bảy tầm ba mà không khai báo không ai biết hết. Đúng vậy, đúng má đi vậy. Như vậy không nói ai hết, cả nhà ai cũng lo hết. Đúng vậy, con đúng lo vậy lắm luôn. Má là lẽ sống của cuộc đời tụi con. Ừ thôi thôi, mai mốt má không vậy nữa mà tại vì má buồn quá. Con biết sao má buồn rồi. Sắp tới á, hai bữa nữa thôi là năm giỗ của ba. Mà tụi con á lại không quan tâm má nhiều cho nên á là má buồn. Má cảm thấy cô đơn lẻ loi cho nên má định ra đi đúng không? Không, đừng bao giờ nghĩ quẩn như vậy. Ở nhà có cho anh, cho em, cho vợ, cho cháu. Dạ. Ở nhà ai cũng thương yêu má, vui vẻ với nhau. Đấy, mình có một tương lai sáng lạng, sống hạnh phúc vui vẻ với nhau cho nên đừng bao giờ có những suy nghĩ mình túng quẩn. Đúng rồi, đúng rồi, má cũng lo cho má hết. Má đừng có làm gì trơn á má ơi. Biết chưa má? Là sao tụi con nói sắp đến ngày giỗ của ba tụi con á hả? Dạ đúng rồi. Ủa, thôi chết rồi sao má không nhớ gì trơn trọi gì? Ủa ngày nào vậy ta? Hả? Hai ngày nữa. Một. Ôi trời trời, tôi chết rồi, chắc ông giận má dữ lắm á trời ơi. Trời sao nhớ gì trơn vậy trời. Chết rồi buồn cái chuyện này là xảy qua chuyện khác. Buồn cái chuyện nọ rồi không nhớ tới cái chuyện quan trọng kia. Ủa rốt cuộc má buồn vô gì? Ủa vậy cuối cùng là má đi đâu? Vậy nè, rõ ràng là bà hơn mình tới mấy tuổi lận, mà tại sao bà như vậy còn mình như vậy? Bảy ơi là bảy, sao lại ra nông nỗi như vậy chứ? Giờ phải làm sao? Trời ơi bảy ơi, ủa có nhiều chuyện vui dễ sợ lắm bảy ơi. Ô chết 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 chết, nghe nè, sao vậy? Sao 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 bà buồn vậy? Bảy. Sao buồn vậy? Sao buồn vậy nói nghe coi. Có chuyện gì vậy? Bảy. Nói nghe coi. Ê. Ê.
Này em bé ơi, em bé ơi, trả lời đi vì sao buồn. Này em bé ơi, nói được không, trả lời đi vì sao buồn. Ui, tôi đang buồn dữ lắm á, tôi nói thiệt luôn á. Mà cái kiểu của bà là không có một miếng gì đồng cảm chia sẻ hết trơn á, làm như bà đắc ý với cái điều mà tôi đang buồn. Cô, thiệt cô, này em bé ơi, nói được không, vì sao buồn. Cô, này em Seven, Seven ơi, sao bỏ đi, nói xích nghe, vì sao buồn. Cô, này Seven ơi, sao bỏ đi, sao bỏ đi. Má già rồi đúng không mấy đứa? Thực ra là má mới đi vật lý trị liệu da mặt về thôi. Ở trong đó sóng không có, cho nên là điện thoại không có gọi được, chứ không có gì hết trơn trọi á. Cố gắng nha, đừng có để cho má cười lớn nữa. Thôi đừng mà, má đang giận đó. Chán nữa, chán nữa. Má đang giận lắm á, đừng làm để cho má giận nha. Không, má giận cũng nhằn đó, đừng, nhà má phải tươi. Không. Má vui lắm, má xúc động lắm. Tại vì qua cái chuyện này thì má thấy là tụi con rất là yêu thương má. Và tụi con đã nhắc nhở má một cái ngày cực kỳ quan trọng của má. Má sẽ cố gắng để má chuộc lỗi lại bằng một bữa dỗ thịnh soạn, có tất cả những món ăn mà ba con thích. Dạ. Nãy giờ ngồi đây mà má không nghe cái giọng của bà Sáu ta. Bà đi đâu rồi? Đúng rồi. Hát quen đâu? Điện thoại đi. Nè. Nó. Tao má à? Trời ơi. Hả? Rồi ông đại nói mà. Vậy là chắc bà cũng đi vật lý trị liệu da mặt rồi. Không có đâu. Ủa, má không em đâu. Nãy cô Sáu đi kiếm má thiệt á. Mà bây giờ cô Sáu đi ngoài đường lỡ lạc rồi. Trời ơi. Trời bắt chó bắt rồi sao. Con này hổn quá. Má đang giận dữ lắm nha. Căng. Thôi nói hơn má. Không phải ý của con là bị bắt á. Bị bắt kiểu mà đi ngoài đường bị bắt. Mà có không được. Không có nói vậy bà. Dạ con biết rồi. Miền xui lắm. Ông yên tâm đi, không có. Má em đâu. Bình tĩnh. Anh hưởng đứa nhỏ bình tĩnh. Má khẳng định với con là bà đang đi vật lý trị liệu da mặt rồi, bà không có chịu thua má đâu. Vật lý trị liệu cái gì mà vật lý? Má thấy chưa? Má bị cái gì má? Bị sao vậy? Đi kiếm bãi vừa đi vừa khóc, mắt nó bụp xuống vậy nè, không thấy được cái gì. Bây giờ mới thấy chứ. Bạn nè. Sao? Sao đi kiếm bãi hả? Chứ còn cái gì nữa? Hỏi tôi còn có hai bạn già mà đi mà bà bỏ mình tôi. Làm sao tôi chịu nổi, nói gì tôi cũng thương bà chứ. Tôi xin lỗi Sáu. Bà ơi.